Đồ gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 2018. Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một chiếc đồng hồ mẫu Cô Tiên bằng gỗ hương vân của Lam Phi. Hàng đặc sắc được đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần giác ly theo đơn đặt hàng của chú Tuấn, chú ở Tân Lập, Hoài Đức, Hà Nội. Và chiếc đồng hồ này thì là hôm trước chú đã trực tiếp về cơ sở của Thành Luân để đặt hàng, thì ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần cuối cùng và chuẩn bị đưa hàng lên xe đi bàn giao ra gia đình chú Tuấn ở Tân Lập, Hoài Đức, Hà Nội. Ở đây chúng ta sẽ cùng bớt ra được khoảng 5 đến 10 phút đi vào đường nét chi tiết của chiếc đồng hồ gỗ hương vân này, mẫu Cô Tiên này, cùng với Thành Luân đi vào đường nét chi tiết. Cái này là ba ông tam tá phúc lộc thọ của khách hàng đã đặt hàng, được dát vàng 4 số 9 là 24K, và đôi cá chép này cũng được dát vàng 24K, rất chi là đẹp. Đây, đây là chiếc đồng hồ mẫu Cô Tiên bằng gỗ hương vân của Lam Phi, gồm có một cô tiên và ba trẻ em, rất chi là đẹp. Lúc này là 17 giờ kém 15 phút ngày 26 tháng 8 2018. Cho con pho tượng vào đây đi. Khách đang thấy đây. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại đầu thôn Ngã Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chia đẹp chiếc đồng hồ mẫu Cô Tiên này đã có chủ nhân ở chú Tuấn ở Tân Lập, Hoài Đức, Hà Nội. Cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 Thành Luân chúng tôi nằm tại đầu thôn tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, phường Đồng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua, và thay mặt Thành Luân xin kính chúc gia đình nhà chú Tuấn riêng và toàn thể từ khách hàng từ mọi miền tổ quốc nói chung có một tháng 7 âm lịch này tràn đầy năng lượng và sức sống. Và Thành Luân xin chào lại khách trong những video clip sau.